người anh em Thành Sơn. Lữ đoàn 45 đã vào thành Bắc Thuận rồi. Anh có thể quay trở về rồi. Tại sao còn cứu tôi? Ý đồ của anh tôi nhìn thấu từ lâu rồi. Anh về đi. Lính người ta cũng rút lui. Một mình anh chặn địch trong chiến hào. Vương Bắc Phong, ông đây nói cho anh biết. Đúng là ông đây định chạy rồi, nhưng mà bị anh phá rối rồi. Giờ anh cũng có thể quay về. Anh giao tôi ra, quay về lập công, nhận thưởng. Tôi khinh. Anh coi thường tôi đến như vậy đúng không? Vua Thành Sơn tôi là loại người như thế nào? Tôi chính là đàn ông đội trời đạp đất, chứ không phải là tiểu nhân bỉ ổi đâu. Được, tôi không nhìn nhầm người. Tên nhóc anh làm lính thành như thế này, có khí phách đi. Không phải tôi khoác lác đâu. Vua Thành Sơn tôi phải gọi là lính tốt hạng nhất đi. Lính tốt thì lính tốt, nhưng vì sao đi làm lính? Đánh giặc Nhật, giặc Nhật đã bị đánh bỏ chạy rồi, vậy đánh tiếp, đánh ai? Cường hào ác bá, quan tham quan ô. Tôi nhớ lần trước anh nói với tôi là anh làm lính đánh giặc chính là chướng mắt mấy người, cưỡi lên đầu lên cổ người dân tắc oai tắc quái. Anh là vì người dân sống cuộc sống yên bình. Anh nghĩ giống y tôi vậy, y hệt như vậy luôn. Tôi nhớ hồi đó ở vườn cây ăn quả, tôi hét vào mặt của anh với thống ca một trận. Anh không biết đâu, cha mẹ tôi đều là địa chủ, bị cường hào ác bá dồn ép đến chết. Còn anh, tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó. Cha tôi làm công dân, làm việc hơn nửa đời người. Cả đời ông ấy chỉ muốn có được mẫu ruộng, có một căn nhà của riêng mình. Năm đó cha tôi tính sổ với địa chủ Châu đó, tính xong còn nợ một đống nợ. Cha tôi nghĩ thế nào cũng không đúng, làm cả đời sao lại còn nợ cả đống vậy. Thế là tố cáo tên họ Châu đó. Kết quả là địa chủ đó đút lót quan lại, đánh chết cha tôi. Sau này bọn chúng bắt em gái của tôi, bắt đi trả nợ. Năm đó em gái của tôi mới 15 tuổi thôi. Tôi liều mình cứu con bé, và rồi bị bọn chúng đánh cho gần chết. Em tôi nhảy xuống giếng tự tử. Khó khăn lắm tôi mới trốn ra được. Đúng lúc gặp gọi nhập ngũ đánh giặc. Tôi xa nhà mấy năm vẫn chưa trở về. Mẹ của tôi vẫn đang ở nhà. Sống chết ra sao tôi cũng còn không biết. Thôi được rồi, hai chúng ta không nói chuyện này nữa. Thành Sơn, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh theo quốc dân nhiều năm như thế, đã từng đánh cường hào ác bá, từng đánh tham quan ô lại chưa? Anh đấy, nếu có thể ở quân đội chúng tôi thêm vài ngày thôi, tự khắc anh sẽ hiểu thôi.
Trưởng quan, tôi không đi. Trưởng quan, tôi muốn về nhà. Đứng dậy đi. Rốt cuộc làm sao thế? Cậu xin anh, đi nào, ngoan ngoãn tí đi. Chạy nữa là gãy chân đi. Tên kia, nó anh đấy, lại đi. Trưởng quan, anh gọi tôi sao? Chân làm sao vậy? Chân của tôi không sao, tật từ bé rồi. Què chứ gì, anh tính là què cũng được, đi được mà. Trưởng quan, có phải chỗ của các anh gọi nhập ngũ không? Anh dẫn tôi theo với. Không cần tên què, tôi nấu cơm được. Tôi còn có thể giặt quần áo, gì cũng được, có cơm ăn là được. Không cần, không cần, mau đi đi, hồi nhỏ tôi còn từng đánh, không cần đâu. Đây là cái gì vậy? Ông Phạm à? Hả? Nhà của ông có khách sao? Một ông già cô độc như tôi thì làm gì có khách chứ? Thật sao? Lúc nãy tôi nhìn thấy có người đi ra từ nhà của ông mà. Không phải là quân đội cộng sản đấy chứ? Tôi nói này tên nhóc, cậu nói cái gì thế? Biết tôi với ông nội của cậu cùng một thế hệ không? Cha cậu gặp tôi còn phải quỳ đấy. Đừng nhắc đến cha tôi chết bao nhiêu năm rồi. Cậu làm cái gì vậy? Tôi vào xem. Xem cái gì? Sao thế? Giấu người à? Giấu người cái gì? Cậu ra ngoài cho tôi. Sao thế? Ra ngoài cho tôi đi. Tránh ra đi. Tiền lấp lánh ông không cần, tôi cần. Anh không dám bóp cò đâu. Đóng cửa lại đi. Còn dám hả? Tôi còn phải hỏi chuyện. Lúc nãy tôi còn thấy anh cầm súng chỉ vào cậu ta. Chết rồi sao? Không phải đâu, chắc chỉ ngất một lát thôi. Anh mạnh tay quá rồi đi. Trói lại đi, được. Anh được đấy, tên chóc đó cũng không đánh lại được. Bị một cú đấm của anh là gục ngã rồi. Thành Sơn, anh đừng có khét khét nữa. Tôi nghe tiếng này là lại ngứa ngáy rồi. Này, anh sao vậy? Gặp anh em cũ ở lữ đoàn 45 đúng không? Tôi biết. Gặp được đồng đội cũ, trong lòng lại không thấy vui, cảm thấy khó chịu, đúng không? Nói gì đi. Tôi hẹn với Hạ Lão Thức gặp nhau vào ban đêm. Gặp được anh em cũ đau lòng đúng không?
đàn bà mới đau lòng đấy. Đàn ông đàn an, tôi đâu cười nhạo anh. Lại còn sợ tôi cười nhạo nữa à? Đại anh tử, không phải sốt ruột, uống ngụm nước đã. Uống ngụm nước đi. Thư ký Hầu, đường lớn ngõ nhỏ tôi đều chạy hết rồi, không có một tin tức nào. Tôi cũng vậy, tất cả người quen cũ đều hỏi khắp nơi rồi, đến giờ không có tin tức gì cả. Lạ thật. Tôi thấy trung đoàn trưởng Vương chắc chắn không bị bắt đâu. Nếu không, địch đã hoành hoang từ lâu rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi chứ? Lão thất, lựu đạn anh cần có cả súng nữa. Tôi, anh không quen biết tôi hay gì? Chả thèm chào hỏi gì cả. Anh muốn làm kẻ phản bội sao? Không phải là kẻ phản bội đâu. Tôi phải cứu người này cho bằng được. Ai thế? Một người lính. Anh ta từng cứu mạng tôi. Cứu anh ta thì anh không trở về nữa hả? Lão thất, chăm sóc tốt cho ca tử đi. Lỗ hổng thành bắt, tôi tuần tra. Anh không thể nói tử tế với tôi được sao? Có chuyện rồi. Tôi rồi, có chuyện rồi. Lộ tam chạy mất rồi. Tôi chỉ đi vệ sinh một lúc, quay lại xem đã không thấy người đâu. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Cậu nói đi. Ai? Sao vậy? Lộ tam chạy mất rồi. Anh mau chạy đi. Thành Sơn, từ từ thôi. Lần này đi là anh không còn đường lui nữa đâu. Anh nói gì thế? Ý anh là sao? Vừa hái sớm không ngọt. Giờ anh còn có thể quay về. Tôi không cản anh. Vương Bắc Phong này chỉ cần có vũ khí bên người, vẫn thoát khỏi thành Bắc Thuận như thường thôi. Dù gì anh cũng là trung đoàn trưởng đấy. Sao anh còn khoác lác hơn tôi thế? Tôi nói cho anh nghe, lữ đoàn 45 không phải là làm bằng chế đâu, không thua kém quân Ngụy Hán Giang đâu. Một mình anh chắc chắn không ra được. Thành Sơn, tôi nói cho anh biết, Vương Bắc Phong tôi trốn thoát cũng là một kỹ năng đi. Thôi được rồi, tôi thành thật với anh vậy. Vua Thành Sơn tôi từ khi nào vào trung đoàn 36 đã gây ra không ít chuyện. Tôi thấy anh là đàn ông, anh đối xử rất tốt với tôi. Tôi không thể nhìn anh chết được. Cút đi, bớt dở trò này đi. Tôi cút đi rồi mạng của anh cũng không còn đâu. Đi thôi. Hai người đừng đi vội. Quân đội trung ương đến thì tôi phải làm sao đây? Ông Phạm, ông cứ nói với bọn họ là
Ông là bạn của Vu Thành Sơn. Tôi là bạn của Vu Thành Sơn. Đúng vậy, ông chỉ cần thấy người làm quan trong quân đội trung ương. Ông nói với anh ta, Vu Thành Sơn gửi lời đến Lữ đoàn trưởng Liêu, Liêu báo. Nói là tôi rất nhớ anh ấy. Lữ đoàn trưởng Liêu. Đúng vậy, được được. Tôi nói cho ông nghe, ông chỉ cần nói là bạn của Vu Thành Sơn, sau này ông sẽ không sao hết. Như, chứ phải có ổn không? Ổn, đi thôi. Ông Phạm, cảm ơn ông nhé. Không có gì, hai người đi từ từ thôi. Nếu cậu dám nói láo, ông này sẽ băm vằm cậu. Cực kỳ chính xác luôn trưởng quan. Tên khốn họ Vu đó, trước kia hắn ta từng bắt tôi, hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Cậu mới là tên khốn đấy. Được được được, tôi là tên khốn. Tôi là tên khốn, đi. Cấm động đây. Người đâu? Họ chạy đi rồi. Bắt lại cho tôi. Khoan đã, quan gia, tên Vu Thành Sơn đó, anh ta bảo tôi gửi lời hỏi thăm đến Lữ đoàn trưởng Liêu. Hai cậu dẫn ông ta về, giao cho Lữ đoàn trưởng. Những người khác đuổi theo cho tôi. Rõ, đi. Quân gia, quân gia. Đi thôi. Nhanh lên. Tôi rồi. Không sao, chúng ta đổi hướng khác đi. Làm sao đây, có người rồi. Con đường này là con đường duy nhất. Không còn đường để vòng vo nữa đâu. Xem ra chỉ có thể liều thôi. Anh làm gì đấy? Không được liều đâu. Tôi đi. Đi đâu? Anh yên tâm, tôi có cách rồi. Anh ở đây đợi tôi. Hai người anh em canh gác sao? Tiến lại kẻ nào? Ông đây là Vu Thành Sơn, trung đội trưởng Vu. Chẳng phải anh sao hả? Giờ tôi quay trở về rồi. Tôi quay về còn phải báo cáo với cậu nữa sao? Chẳng phải tham mưu trình đó sao? Lại đây. Đội trưởng, có tình hình gì không? Báo cáo đội trưởng hạ, không có tình hình gì cả. Bên đó. Sao thế này? Vu Thành Sơn lột sạch quần áo của chúng tôi. Cậu nhìn rõ không? Không sai, chắc chắn là trung đội trưởng Vu rồi. Vu Thành Sơn, anh phản rồi. Đại ca, là đường phía đông. Đuổi theo cho tôi. Nổ ở đâu? Hình như là đường phía đông. Đi xem sao. Rõ, đi đi. Là tôi. Dương Đông kích tay. Được rồi, cách này khá lắm đi. Anh được đấy. Đợi bọn chúng đi. Chúng ta đến lỗ hổng thành Bắc. Đi. Dương Đông kích tay. Thánh lạc hướng tôi sao?
canh gác nghiêm ngặt ở các thành, lục soát cẩn thận cho tôi. Rõ. Tham mưu Trịnh, có chuyện gì thế? Không có gì. Tham mưu Trịnh. Đến cửa đông. Nhanh lên, lên xe. Tham mưu Trịnh. Tướng lại đã. Hấp ta hấp tấp làm gì thế? Báo cáo tham mưu Trịnh, đội trưởng Hạ nghe thấy tiếng nổ, bảo hai bọn tôi đến xem. Lão Thất ở đâu? Ở lỗ hổng thành Bắc. Bên đó có bao nhiêu người? Chỉ có một mình đội trưởng Hạ đợi hai bọn tôi quay lại thôi. Lần này Lão Thất hồ đồ rồi. Nhanh, lỗ hổng thành Bắc đi. Đợi đã. Chào trưởng quan. Chào anh. Lão Thất, anh muốn làm gì? Tôi muốn xem là ai thôi khiến cho anh ngay cả lữ đoàn trưởng báo cũng không màng. Thành Sơn, đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu đi rồi, duyên nợ của anh và lữ đoàn 45 coi như chấm hết. Thành Sơn, anh tự suy nghĩ đi, giờ vẫn còn kịp đi. Chỉ cần tôi ra khỏi đây, tự tôi có thể quay trở về được. Cảm ơn cười anh em này. Anh bị thương nặng như thế, anh đi đâu được chứ? Lão Thất, tôi không yên tâm để anh ta đi một mình đâu. Được rồi, không cần nói gì cả. Biết trước thế này tôi đã không làm lính nữa. Lão Thất, đi mau, để tôi ngăn lại. Đi, anh, đi đi. Lão Thất, đừng có hồ đồ, không được thả vua Thành Sơn đi. Dừng xe. Người đâu? Tôi hỏi anh người đâu? Đi rồi. Giam anh ta lại. Người còn lại đuổi theo. Lên xe đi. Trung đoàn trưởng đi. Đi. Thành Sơn, gọi anh em Hạ Lão Thất đó được đi. Lôi về đây cho tôi. Tôi chưa thấy trung đoàn trưởng nào tham lam như thế. Sao hả? Trung đoàn 36 ăn mặc vũ khí kém hơn chút. Có điểm nào tệ hơn lữ đoàn 45 đâu chứ. Anh cứ khoác lác đi. Khốn kiếp, đừng có bóp cò. Bắt sống cho tôi. Nhanh, đuổi theo.
đừng bắn nữa. Du Thành Sơn. Lữ đoàn trưởng, không bắt được người. Xác định là ai không? Chắc chắn là Vu Thành Sơn. Hà Lão Thức, cậu biết người cậu thả đi là ai không? Vu Thành Sơn và ông nói cho cậu ta nghe, nói hắn là ai. Tôi thấy tên họ Vu gọi cậu ta là Trung đoàn trưởng. Cậu nghe thấy chưa? Cậu thả đi là Vu Thành Sơn và cả Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36 Vương Bắc Phong. Khốn kiếp! Vu Thành Sơn, cậu hồ đồ rồi. Lữ đoàn trưởng, anh đừng buồn. Vu Thành Sơn là tự đi vào đường cùng. Chúng ta coi như là lại mất đi một người anh em thôi. Đưa ông cụ này về, không được làm khó ông ta. Rõ. Cảm ơn trưởng quan. Lữ đoàn trưởng, Lão Thất xử lý như thế nào ạ? Thành Sơn, tôi biết. Quyết định này quá làm khó cho anh rồi. Nhưng mà có một ngày anh sẽ tin quyết định này là đúng đắn. Lữ đoàn trưởng báo. Tôi có lỗi với anh.1945年底至1946年初，针对敌强我弱的东北局势，中共中央做出了重大战略调整，退出城市，让开大路，占领两乡，全力发动群众剿匪土改，建立巩固的东北根据地，同时将东北人民自治军改为东北民主联军，积极整训部队，壮大力量，为日后的大反攻奠定坚实基础。 Tôi bảo này, bồ cào, tôi phải nói chút chuyện với anh. Anh nói đi. Trận chiến ở Bắc Thuận, trung đoàn chúng ta đã tổn thất rất lớn. Lính mới bên sư đoàn bổ sung đến không đủ để bù cho tiểu đoàn 3. Tôi muốn nhân lúc chúng ta nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại, điều chỉnh cán bộ, sắp xếp biên chế. Được. Vả lại, tiểu đoàn trưởng 3 Hà Toàn hy sinh rồi. Tôi muốn để cho Mạnh Tân tổ chức lại tiểu đoàn 3, làm tiểu đoàn trưởng, biên chế lính mới ở đại đội 1 và 2, cho vào tiểu đoàn 3. Anh thấy thế nào? Được, tôi đồng ý Mạnh Tân làm tiểu đoàn trưởng. Còn nữa, chỉ đạo phiên lính mới đại đội 1, hy sinh lúc giết Mã Hồng, còn chưa kịp cắt tử. Để Tào Căng làm chỉ đạo phiên, anh thấy sao? Không được, Tào Căng phải ở lại đại đội pháo binh. Đến bánh xe pháo anh ta còn không còn, đại pháo binh gì chứ? Không được, không được, kiên quyết không được. Trung đoàn trưởng, do tôi kém cỏi, tôi không giữ được pháo. Cứ để tôi đến đại đội lính mới lấy công chuộc tội. Căng tử à, tôi nói cho cậu nghe,
Người có thể lành lặn trở về là tốt lắm rồi. Pháo không còn thì sau này lại kiếm, lại tìm thêm. Công việc trước mắt của cậu là huấn luyện lính pháo binh cho tôi. Chị Trương Anh, tại sao sắp đến mùa xuân rồi mà thời tiết ở đây vẫn lạnh như thế? Đông Bắc là như thế mà, đông dài hạ ngắn. Em từ trong quan đến chắc chắn không quen rồi. Em không phải là người trong quan, quê của em ở Hokkaido mà. Nhưng mùa đông ở đó cũng rất lạnh. Thật sao? Chị cứ nghĩ em là người ở sư đoàn 131, quên bén mất chuyện này luôn. Có lúc em còn nghĩ mình là người Trung Quốc luôn ấy. Gì mà nghĩ cơ chứ, giờ em phải rồi còn gì. Đi thôi. Này em gái, nhìn gì vậy? Đâu có, em lo trung đoàn trưởng Vương bị cảm thôi. Em lo trung đoàn trưởng Vương hay là lo cho Tào Căng? Không có đâu. Đỏ hết cả mặt rồi kìa. Em gái, trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, đấy chính là chuyện bình thường mà. Chị thấy em cũng khá là hợp với Tào Căng đấy. Cậu ấy còn là sinh viên nữa. Nếu em ngại thì chị đi nói giúp em. Đừng mà. Chị Trương Anh, chẳng phải giờ chị cũng đang một mình sao? Chị khác em mà. Chuyện kết hôn chị thử qua rồi. Không vội đâu. Chị kết hôn rồi sao? Người chồng đó của chị bị người Nhật bắn chết 2 năm trước rồi. Em xin lỗi. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Con người của chị vốn dĩ đã vậy rồi, cẩu thả hung hăng, không lấy chồng được nữa rồi. Ai không lấy chồng được nữa? Trung đoàn trưởng Vương, trung đoàn trưởng Vương, là đội trưởng Tàu tôi, chị Trương Anh. Tôi nói vài chuyện với anh Unico. Tôi đang muốn tìm cô đây. Cô nhận được thư tôi viết cho cô chưa? Chưa. Chưa sao? Khó tin thật. Cô đây là... Anh, thật sự là gặp anh em vui lắm đấy. Em không ngờ là anh lại quay về đây. Thằng nhóc này, lải nhải. Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi? Chẳng phải là về rồi sao? Việc chết đi được. Anh à, em thấy lần này anh về, anh có thể thăng chức đi. Thăng chức cái gì? Lần trước lúc chúng ta chi viện đại đội pháo binh, chẳng phải đại đội trưởng Mạnh kêu anh làm trung đội trưởng tạm thời sao? Bây giờ anh ấy làm tiểu đội trưởng rồi. Vậy ai làm đại đội trưởng đây? Chắc chắn là anh rồi. Tôi cũng đang nghĩ, đại đội trưởng này cũng sắp là của tôi rồi. Tôi nói cho cậu nghe, cái này lạ lắm. Mỗi lần tôi sắp chạy đi, trời xui đất khiến lại không chạy nữa. Ông trời ấy chính là bảo tôi đi cùng đảng Cộng sản đi. Số phận ý trời rồi. Anh lên làm đại đội trưởng rồi. Nếu anh làm đại đội trưởng, vậy trung đội trưởng sẽ trống sao? Trống vậy ai làm mà chẳng được. Cho em làm đi được không? Ca thử à, làm quan hay không không quan trọng đâu. Không thấy quá coi trọng chuyện này được. Cậu là lính đánh úp, cậu ra ngoài đánh giặc cũng một mình. Cậu làm tư lệnh cũng vô ích thôi, đúng không? Thế mới nói đừng nghĩ nhiều quá. Vậy em bắn chuẩn là sai sao? Báo cáo. Tiểu Phương, có việc gì sao? Tôi yêu cầu xuống đại đội. Tại sao? Sau khi rút khỏi Bắc Thuận, tôi đã hiểu ở cơ quan rất khó được rèn luyện. Tù binh giống như là Tào Căng, còn có thể chiến đấu ở tiền tuyến. Tôi thì hay rồi, chưa gặp kẻ địch đã rút lui đầu tiên. Tôi chỉ không phục, tù binh cũng có thể trở thành anh hùng chiến đấu, còn làm đại đội trưởng nữa. Tôi tòng quân bao năm nay rồi, mà chỉ làm mấy việc nhận gửi với viết tài liệu thôi, vô dụng. Chính ủy,
Tôi cũng là quân nhân mà. Tiểu Phương, xét về văn hóa, ở trung đoàn chúng ta trừ Tàu Căng thì chỉ có cậu thôi đều xuống bộ đội lên tiền tuyến, công việc ở cơ quan ai làm đây? Chính ủy à, anh cứ đồng ý với tôi đi, tôi không tin kém hơn Tàu Căng đâu. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Các đồng chí, bây giờ tôi tuyên bố danh sách cán bộ của tiểu đoàn 3 chúng ta. Đại đội trưởng 1, Khưu Hưng Văn. Ngại quá, ngại quá. Chỉ đạo viên Phương Tiến Ngũ. Đại đội trưởng 2, kim chỉ đạo viên Đinh Trụ. Đồng chí Đinh Trụ mấy ngày trước bị thương nặng, đưa đến bệnh viện Hậu Phương rồi, đang trên đường về rồi. Đại đội trưởng 3, Phùng Đại Cương. Chỉ đạo viên Lý Quân. Cũng tại mình, lại mừng hụt rồi. Đã thăng chức rồi, tôi vẫn là trung đội trưởng. Năm xưa lúc còn ở Đảng Quốc Dân, tôi đã làm trung đội trưởng 8 năm. Bây giờ sang bên này vẫn là trung đội trưởng thôi. Với bản lĩnh của Vua Thành Sơn tôi, đừng nói là trung đội trưởng, làm đại đội trưởng, trung đoàn trưởng, tôi cũng dư sức, đúng không? Em cảm thấy gọi anh là trung đội trưởng vẫn thuận miệng hơn. Anh đấy, chắc chỉ có số làm trung đội trưởng thôi. Anh nói xem, cộng giá có chọc thủng trời thì cũng chỉ là cộng rau dưa thôi, đúng không? Phải chấp nhận số phận thôi. Cậu có biết ăn nói không thế? Cậu đây là khuyên tôi hay là chọc tức tôi? Em đang khuyên anh, em giải sầu cho anh mà. Giải gì mà giải, cậu đấy là giải sầu chắc. Hễ tức giận là anh lại trút giận lên người của em làm gì chứ? Đúng là cái nết còn to hơn trời nữa mà. Chị, ca tử, ai to gan dám trút giận lên người của cậu thế? Đâu có, trung đội trưởng bọn em, trung đội trưởng nóng tính. Xong rồi thể hiện sức mạnh ở đây. Phu Thành Sơn, tôi đang muốn tìm anh tính sổ đấy. Anh xuống đây cho tôi. Xuống đây. Hồi trường kia, tôi nói cho cô biết, giờ tôi là công thần cách mạng rồi. Ai ức hiếp tôi thì chính là phản cách mạng đấy. Anh biết thế nào là phản cách mạng không? Chính là cô. Nếu cô dám ức hiếp tôi, cô chính là phản cách mạng. Phu Thành Sơn, anh xem cái tính của anh đi. Trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến thăng quan tiến chức cho mình thôi. Không được làm đại đội trưởng trong anh tức cười chưa kìa. Theo tôi thấy, vẫn nên quay lại Quốc Dân Đảng làm phản cách mạng của anh đi. Cô nói gì thế? Chẳng phải là ngậm máu phun người sao? Ca tử à, cô làm chứng cho tôi. Tôi muốn quay lại Đảng Quốc Dân bao giờ? Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn ức hiếp tôi nữa thì sao? Tôi đi bắt trung đoàn trưởng, tố cáo tôi phải không? Phu Thành Sơn, anh thấy bà cô này dễ tính, hòa nhã với anh đúng không? Cô có gì nói thẳng luôn đi. Thế còn tạm được. Đứng thẳng lên. Cho anh đấy. Cái gì thế? Mình, cá tử. Trông anh nhát gan chưa kìa, móng giò hầm đi. Hai người mỗi người một cái đi. Các đồng chí, để thành lập và củng cố căn cứ địa Đông Bắc, cấp trên chỉ thị chúng ta phải huy động mọi người nỗ lực hết mình, tiêu diệt thổ phỉ, thực hiện cải cách ruộng đất, để người dân nghèo khó vùng lên giải phóng. Đông đảo quần chúng dân dân thật lòng tán thành chúng ta, thì đội ngũ của chúng ta mới có thể không ngừng phát triển lớn hơn, cuối cùng đánh bại phái phản động của Quốc Dân Đảng. Các đồng chí, bây giờ tôi tuyên bố mọi người về việc sắp xếp thành viên dán cải tạo ruộng đất, đại đội 1 do đồng chí Phương Tiến Ngũ phụ trách, đến đồn Hắc Mộc với đồng chí Trương Anh ở huyện ủy. Đại đội 2 cho đồng chí Đinh Trụ phụ trách, lập thành phân đội 2 đến cửa hàng Đại Oa với đồng chí Đới Xuân Hoa ở huyện ủy. Cải tạo ruộng đất sao? Thế nào là cải tạo ruộng đất? Cải tạo ruộng đất chính là phân chia đất đai và tài sản của địa chủ cho người dân nghèo khó, để mọi người đều có ruộng để cày cấy, có cơm ăn, có nhà ở, có áo mặc, hoàn toàn lật đổ sự bóc lột và áp bức của địa chủ, lừa người đấy sao?
Không thể nào, trên đời lấy đâu ra chuyện tốt như thế. Anh còn không tin sao? Nói cho anh biết, cứ đợi đấy đi. Đảng Cộng sản chúng tôi chính là tiêu diệt kiểu xã hội cũ. Giàu nghèo chênh lệch, người bóc lột người. Đại anh tử, và chúng ta hãy cùng tham gia nhóm làm việc. Chúng ta cùng giúp người nghèo đổi đời đi. Tất nhiên rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của các đồng chí địa phương thì quá yếu kém. Vậy được, tôi đi. Mỗi viên một tên, bắn chết hết bọn địa chủ đó.